Em nói em thích một chàng trai lãng mạn. Anh hứa sẽ không ai lãng mạn hơn anh được đâu. Yến, em hãy nhận chiếc nhẫn này thay cho lời cầu hôn của anh dành cho em. Nhẫn thiệt đó hả? Cuộc đời anh chưa bao giờ biết xài đồ giả. Đồng ý làm vợ anh nha. Cảm ơn em. Ở các bạn trẻ, các bạn tiếp tục mơ mộng đi, cứ tiếp tục yêu đi, rồi một ngày đó tình yêu đẹp sẽ tìm đến với các bạn. Giống như tôi đã tìm được Yến. Từ nay về sau, tôi sẽ không để cho bất kỳ ai đụng tới cô gái này. Nhất định em sẽ tìm được tình yêu đẹp trong đời mình em gái à. Đi em. Mẹ ơi mẹ, chết rồi mẹ ơi, chết rồi mẹ ơi. Có chuyện động trời rồi. Chuyện gì? Con Yến. Con Yến nó bị làm sao? Con Yến nó đang bị người ta cầu hôn kìa. Tụi này nó lại làm chuyện hồ đồ gì nữa đây? Yến, em hãy nhận chiếc nhẫn này thay cho lời cầu hôn của anh dành cho em. Biết đâu lại là chuyện tốt. Hạnh xuân ơi, anh nguyện giữ lấy yêu thương, trái tim chân thành vẹn nguyện, phong ba như gió sương. Còn những ký ức chỉ là một cơn ngất mơ, vì ngày mai những yêu thương sẽ quay lại.